Vâng, em Việt xin lời chào đến các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0947 598 859. Ngày hôm nay thì showroom của em Việt tiếp tục về thêm cho các anh chị chúng ta cùng tham khảo với một mẫu xe gầm cao dáng đẹp đến từ một cái thương hiệu xe sang nổi tiếng của Đức, đó chính là BMW. Chào các bác, ngày hôm nay thì em đang có là một mẫu BMW X1 thế hệ thứ 2 với kiểu dáng nâng cấp. Đặc biệt là chiếc xe này ở thế hệ mới nó được trang bị cho chúng ta với một cái khối động cơ máy 1.5 twin turbo tăng áp, giúp chiếc xe này phải nói là mang tới cho các bác với một cái khả năng vận hành thực sự là vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, xe Đức nhưng mà có thể nói là về mặt tiêu thụ nhiên liệu thì khẳng định luôn là không hề kém so với các những cái mẫu xe Nhật hay là xe Hàn đâu. Vậy thì một chiếc xe mà khi mới thì chúng ta phải bỏ ra một cái mức giá lên tới khoảng 2 tỷ đồng cho chiếc xe gầm cao 5 chỗ tuyệt đẹp này. Còn ngày hôm nay thì với một chiếc xe thực sự là còn vô cùng chất lượng. Chiếc này của em thì nó mới lăn bánh có 84 km thôi. Và đương nhiên là tất cả tình trạng của xe là em Việt cam kết cho các anh chúng ta không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích và bao check test toàn quốc để các anh chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Và với một cái mức giá tiền dành cho chiếc xe này hiện tại chỉ còn hơn 600. Vậy thì với những quý anh chị nào yêu mến và quan tâm tới chiếc xe 5 chỗ gầm cao tuyệt đẹp của thương hiệu BMW thì em mời các anh chị chúng ta có thể là cùng dành một chút thời gian để cùng theo dõi cũng như là đánh giá tổng thể chất lượng chiếc xe này và xem liệu nó xứng đáng là cái chúng ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình em nó hay không quý chị nhá. Thì các bác có thể thấy là chiếc xe thực sự có một cái kiểu dáng thiết kế rất hiện đại và trẻ trung. Những sản phẩm của BMW thì nó còn mang tới chúng ta đó là cái cảm giác lái thể thao. Dù cùng là phân khúc xe sang nhưng cái tính thể thao của thương hiệu BMW thì nó vượt trội hơn so với những cái xe thương hiệu như là Merc hay là Audi, đúng không ạ? Cái chúng ta sẽ có cho em là toàn bộ viền chân kính nẹp chrome, xi nhan tích hợp trên gương, một cái bộ la răng thể thao đa chấu, kích thước của em nó thì lên tới là 17 inch. Xe sử dụng lốp béo dày thì mang lại chúng ta cái khả năng vận hành nó êm và nó giảm thiểu được tiếng ồn. Phần đầu xe thì các bác có thể thấy là thực sự chiếc BMW X1 này nó có một cái thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Mặt cản ca lăng hình quả thận nhé, đây là cái thiết kế đặc trưng của thương hiệu BMW. Và các bác có thể thấy là xung quanh là viền chrome. Hệ thống đèn pha đây, các chị nhìn cho em này, nó được trang bị cho chúng ta với một cái giải đèn LED định vị ban ngày dọc theo lắp capo. Hệ thống đèn pha chính thì được trang bị tới 2 bóng đèn bi siêu sáng bên trong. Xung quanh là viền đèn LED và kết hợp với đó là đèn xi nhan, là đèn halogen. Và một chiếc xe chất lượng, các bác có thể thấy là cái chóa đèn theo thời gian nó không có một vết xước luôn. Kể cả phần đèn gầm bên dưới cũng vậy các chị nhá. Các chi tiết cản dưới thì được sơn màu đen tạo điểm nhấn, giúp cho phần đầu của chiếc xe thì các bác có thể thấy là nó hầm hố, nó thể thao hơn, đúng không ạ? Và các chị có thể thấy đây, đấy, tuyệt đẹp luôn, không chê được, đúng không ạ? Và đây nhá, tiếp tục thì em quay cho chúng ta với cái đèn pha bên phía phụ này, các chị chúng ta có thể quan sát rồi em. Đó, từng chi tiết phải nói là thực sự còn rất ok luôn các bác. Đấy, từ cái la răng anh chị nhìn này, không một vết xước sát. Hay các anh chị nhìn cho em những đường mép cánh cửa với cả phần cản trước này. Đấy, nó liền lạc cái lớp gioăng cao su bên trong nhé. Các bác thấy nó rất là liền lạc. Đó. Và đây ạ, chúng ta cũng có đèn xi nhan tích hợp trên gương này. Đấy, những đường mép giữa hai cánh này. Và các bác lại ngắm nhìn cho em tổng thể cái phần ngoại thất của chiếc BMW X1 này. Một mẫu xe phải nói là đến bây giờ nhìn chúng ta vẫn thấy nó đẹp và nó đẳng cấp. Đương nhiên là cái chúng ta bước xuống từ chiếc BMW này thì đẳng cấp của chúng ta nó vẫn khác so với những các cái thương hiệu xe Nhật, xe Hàn, đúng không ạ? Mà giá thì bây giờ nó chỉ ngang nhau thôi, hơn 600 cho chiếc xe đẳng cấp này. Tiếp tục về phần đuôi về sau thì các chị chúng ta thể thấy là chiếc X1 được trang bị với một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh ở trên cao nhé. Nhưng mà nổi bật thì chúng ta phải nhìn đó chính là cái cụm đèn hậu phía sau của xe này. Đấy, trang bị với những cái giải đèn LED thiết kế rất rực rỡ. Đây là em quay giữa trời nắng ban ngày nhưng các bác có thể thấy là những giải đèn LED của nó vẫn đẹp, đúng không ạ? Kết hợp với đó là đèn xi nhan, đèn halogen. Nhưng quan trọng nhất là các bác nhìn ra những đường mép xung quanh đèn nó không có khe hở nhé, đúng không ạ? Rất liền lạc. Và một cái thiết kế phải nói là thực sự xuất sắc. Chúng ta còn có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau này. Đây, các bác ngắm nhìn cái phần đuôi phía sau của chiếc BMW X1 này giúp em này. Không chê được, đúng không ạ? Và giá bây giờ êm tin thít. Phải nói là chiếc xe này đi rất hay, nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất mạnh mẽ, không hề yếu chút nào cả. Cái thứ hai nữa là cái khả năng vận hành thì các bác thấy là tiết kiệm nhiên liệu. Và cái nữa thì chúng ta có thể thấy là cái độ an toàn, độ chính xác của những cái dòng xe Đức thì bao giờ nó cũng vượt trội hơn so với cả những cái mẫu xe Nhật, xe Hàn, đúng không ạ? Cốp thì đây, chỉ bằng một nút bấm thôi thì các bác có thể thấy là cốp sau của xe nó sẽ tự động nâng lên. Và chúng ta sẽ có một cái khoang cốp cũng khá là rộng, không hề nhỏ, đúng không ạ? Để các chúng ta có thể để đồ, vali, hành lý trong chuyến đi của mình, đúng không ạ? Và độ zin của xe các chị nhìn cho em này. Những cái vệt đính tán này, ở khu vực máng nước này, nguyên bản này. Các chi tiết các anh chị nhìn nhé. Đó.
Đó, không một tỷ vết. Đúng không ạ? Không một tỷ vết đây, những vệt định tán này. Cái nỉ cốp cũng còn rất là mới. Đấy, đặc biệt là nếu mà chúng ta mà muốn mà gập cái hàng ghế thứ hai xuống ấy để tăng cái không gian cốp thì chúng ta sử dụng cái lẫy này. Đấy, gạt thôi là nó sẽ tự động là nó sẽ đẩy luôn lên. Đấy, phía sau phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái hộp để đồ nhé. Cái con này nó sử dụng là lốp chống đinh thì nó sẽ không có lốp dự phòng đâu. Cái chiếc xe Đức thì nó sẽ không có cái lốp dự phòng. Và cốp thì lại còn đóng mở điện này, chỉ bằng một nút bấm đây. Thì các bác có thể thấy là cốp sau của xe nó sẽ tự động hạ xuống cho các anh chị chúng ta rất êm ái. Tổng thể sơn xi bên ngoài thì gần như là các anh chị chúng ta về cũng không tốn một đồng sơn xi nào luôn nhá. Đấy, tình trạng xe ngoại thất phải nói là còn cực kỳ hoàn hảo. Vậy thì bây giờ để giúp các anh chị nhà mình có thể là đánh giá chi tiết hơn về chiếc BMW X1 này thì em Việt sẽ quay cho các anh chị chúng ta cái phần nội thất trước khi chúng ta kiểm tra tới khoang động cơ của mẫu xe này. Vâng, về phần không gian nội thất bên trong của chiếc xe thì các bác có thể thấy là cái ngôn ngữ thiết kế cái phần nội thất cũng rất hiện đại và trẻ trung. Chúng ta sẽ có cho em đó là ghế da cao cấp màu kem. Đây là ghế da zin nguyên bản, như các bác có thể thấy này. Cái chất lượng ghế da này gần như không có vết nhăn luôn. Cái da này nó rất là mềm, ngồi vào êm, cảm giác nó mát, nó không bị bí như là dòng da công nghiệp và nó để lại ít vết nhăn. Đúng không ạ? Nó rất là ghế da màu kem anh chị nhá. Đương nhiên là với những chiếc xe tiền tỷ các bác có thể thấy là chúng ta sẽ có cho em là hai ghế trước điều chỉnh điện và riêng ghế lái là có nhớ hai vị trí ghế này. Đấy, vô lăng thể thao 3 chấu nhá, tích hợp ga tự động, nghe thoại rảnh tay và có cả điều khiển bằng giọng nói. Hệ thống đèn thì auto rồi, nhưng mà đặc trưng thì là những cái lùm xoay ở bên cạnh cạnh như này. Được chưa ạ? Các chi tiết các bác nhìn giùm em này. Đó, cụm đồng hồ cơ. Đó, hiển thị rõ nét. Ở đây thì em nổ máy để cho các chị chúng ta có thể là quan sát giúp em này. Đấy, các chị thấy là đây có đề nổ start stop này, có tính năng tự động ngừng tắt máy khi mà các bác đỗ trên 3 giây nhá. Đấy. Máy nổ. Đây ạ, công tơ bét thì các bác có thể thấy này, dừng ở mức 8.4. À, con này thì đây. À, chúng ta sẽ có cho em đó là một cái màn hình này. Đấy, hệ thống điều hòa của nó thì được trang bị là hai vùng độc lập nhá. Đầu đĩa DVD có luôn này. Cần sang số thiết kế rất là hay. Đấy, chúng ta thấy là số thì nó hiển thị luôn ở trên cái cần này. Được chưa? Hay học để đồ này, hay để cốc này. Chế độ lái Sport Eco Pro, cân bằng từ chống trơn chống trượt. Ngoài ra chúng ta có phanh tay điện tử này. Các cái này để chúng ta chỉnh các cái chi tiết ở trên cái màn hình này. Được chưa? Toàn bộ táp lô của xe thì nó được sử dụng là nhựa mềm nhé. Nó có độ lõm này, nó tăng khả năng cách gầm. Các chi tiết màu kem, các bác nhìn rất mới. Ngoài ra thì chiếc xe này các chị chúng ta thể thấy cho em là nó được trang bị với một cái gương chiếu hậu là chống chói nhá. Đấy, phần chân thì đây, các bác nhìn em này, chân nỉ kem này. Đấy, rất sạch đẹp, gần như là không để lại vết bám bẩn. Đúng không ạ? Ghế da bên phụ, các bác nhìn nó mới chưa? Cũng không có vết nhăn luôn. Đấy, các chi tiết cửa số ở đây. Rất mới nhá. Con này là bao zin hết này, từ lốp bản lề này. Đấy, cái chốt khóa này thì nó bằng hợp kim. Đấy, các bác thấy đây. Đấy, tem mác đầy đủ nhá, con này là nhập khẩu. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên trước. Đây, các chi tiết bản lề trước đây, các chị nhìn em này. Cũng không một tỷ vết. Đúng chưa ạ? Đấy, tắp kính cửa chúng ta sẽ có hai tông màu kem và đen. Đó, keo chỉ là zin hết nhé. Con này là cam kết cho các bác là keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Đấy, để các chị ta có thể là hoàn toàn yên tâm, có gập gương. Dạ. Ngoài ra thì đây, các chị ta cùng em kiểm tra với cái hàng ghế thứ hai. Thì dù là một cái mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ nhưng các bác có thể thấy là cái không gian hàng ghế sau của chiếc xe này thì khá là rộng, đúng không ạ? Các anh chị ta ngồi thoải mái 3 người. Đấy, ghế da đằng sau nguyên zin nguyên bản, các anh chị nhìn em nó cũng còn rất là mới đây. Đấy, càng đét luôn nhá, phần trần đây, có đèn trần này. Túi khí được bố trí ở rất là nhiều vị nhiều nơi. Đấy, cửa gió điều hòa và cổng cắm sạc cho hàng ghế sau này. Đấy, phần lưng ghế các bác nhìn nó mới chưa? Không một vết xước từ túi này. Đấy, rất đẹp luôn, đúng không ạ? Và một cái mẫu xe phải nói là quá ok luôn mà giá thì bây giờ êm thìn thít các anh chị nhá. Đây các bác nhìn giùm em này. Đó. Con này đi thì bao chất luôn cho các bác và giá quá hợp lý, đúng không ạ? Hơn 600 để chúng ta có một chiếc xe sang trọng, lại form dáng đẹp, thiết kế thể thao và cá tính như là mẫu BMW X1 này. Đây, anh chị nhìn cho em này. Đấy, ghế này, các bác nhìn từ cái má ghế thôi, các bác đã thấy độ mới của nó rồi. Đấy, thảm sàn da đã làm rồi anh chị nhá. Các chi tiết các anh chị nhìn đây. Không chê được, đúng không ạ? Vâng, không chê được nhá. Đó. Đây ạ, các anh chị nhìn cho em này. Không một tỷ vết. Ghế trước này cũng chỉnh điện luôn. Đây các anh chị nhìn em từ cái má ghế của nó này. Đấy, từ chốt khóa nhá. Đấy, các chi tiết các bác có thể quan sát giúp em đây. Vâng, vậy thì đó là cái phần nội thất và phần ngoại thất của chiếc BMW X1. Và bây giờ để giúp quý anh chị nhà mình có thể đánh giá cái tình trạng chiếc xe thì em sẽ quay cho anh chúng ta với cái phần động cơ.
Về phần động cơ thì như em giới thiệu ban đầu thì các bác thấy là xe được trang bị động cơ máy 1.5, máy twin power turbo thế hệ mới rồi nhá. Đấy, động cơ turbo tăng áp kép thì cái khối động cơ 1.5 nhưng mà cái công suất thì không hề kém so với cả cái động cơ 2.0 của thế hệ cũ, nhưng mà nó giúp cho xe vận hành tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đấy, máy các chi tiết các anh chị thể thấy là nguyên zin nguyên bản từng ốc này. Đấy, không một tì vết nhé, không một vết vặn được chưa ạ. Đấy, ốc cabo cũng vậy này. Từ cái nỉ cái gầm các bác nhìn cho em này. Đấy, tem mác này, những cái lỗ tròn này. Đó, xe là bao zin hết cho các anh chị nhá. Máy số thân vỏ được chưa ạ, để các anh chị chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Đấy, các anh chị chúng ta lựa chọn cho em chiếc xe này để có thể là sử dụng hàng ngày. Đấy, các bác nhìn cho em này, chi tiết của nó. Quá ok luôn. Đó. Vâng, đóng chắc lịch luôn. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu BMW X1 được sản xuất là năm 2016, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Đấy, động cơ của em nó là động cơ máy 1.5 turbo tăng áp kép. Chiếc xe này hiện tại showroom bên em đang chào bán với con số là 660 triệu đồng. Anh chị nào quan tâm và yêu mến thì em mời các bác chúng ta nhấc máy liên hệ cho em Việt nhé, theo số hotline là 0947598859, để bên em hỗ trợ cũng là tư vấn cho anh chúng ta cụ thể về các thủ tục mua bán sang tên đối chủ với cái mẫu xe này. Một lần nữa rất là cảm ơn quý anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc các bác chúng ta có một ngày mới thật vui vẻ. Và nhớ ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xe Chất.